đá này nha mọi người, để gấp bằng kéo chứ không bọc bằng tay vi khuẩn lắm mọi người ạ. Đây có đá này nha mọi người. Đây, mát rồi. Mời mọi người uống cà tèo nha. Trong video này tèo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách uống nước mía miễn phí nha. Mọi người chuẩn bị cho tèo là 4 đốt tre như thế này nha. Rồi một cái chai nước đã cắt sẵn rồi. Đây này, bây giờ tèo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm máy xay nước mía nha. Đây. Là chỉ cần 4 đốt tre thôi. Thêm đốt tre trẻ đôi nữa như thế này nha. Đây giờ tèo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách uống nước mía mà không mất tiền nha, và lúc mình ở trong rừng không mua được ấy, thì làm theo cái cách mà tèo làm đây nha. Uống rất là thoải mái luôn mọi người, cứ mình làm bao nhiêu mình uống bao nhiêu, nói chung là miễn phí nha, không mất gì hết. Bây giờ bắt tay vào làm nha. Cái cây tre thì buộc vào đây nha. Đây mọi người buộc thành cây thanh giá như thế này này, rồi sẽ buộc chặt lại. Rồi như thế này là xong nha mọi người. Đây, giờ đi chặt cây mía nha. Xong nè mọi người, giờ ăn thử nhé. Mía rất là ngon luôn mọi người ạ. Mía ngọt lắm mọi người. Rồi bây giờ ép nước mía nha mọi người. Đây này. Đây mọi người thấy nhiều nước mía chưa? Cả một cây mía dài mà được có từng này thôi à. Đây, cũng khá là nhiều nhá. Đây, mời mọi người uống nha. Rất ngọt luôn mọi người ạ. Tiếc là không có đá nha. Để kiếm đá. Đây, đá này nha mọi người, để gấp bằng kéo chứ không bọc bằng tay vi khuẩn lắm mọi người ạ. Đây có đá rồi nha mọi người. Đây, mát rồi. Mời mọi người uống cà tèo nha. Rất là mát luôn. Bây giờ tèo sẽ đem cái này đi nấu thành đường nha mọi người. Đây nào. Rất là đặc luôn. Đây mọi người, cũng gần đầy cái lon luôn đấy. Đây, giờ đem lên nấu nha.
Đây xua được mọi người ơi, cho mọi người xem nha. Nó chuyển sang màu đen rồi mọi người. Đây cuối cùng cũng đông lại rồi mọi người. Đây nè, đông rồi nhá. Rồi giờ sẽ đổ xuống cái bát kia. Đây nè, mọi người thấy toàn bọt không ạ? Rồi bây giờ đổ xuống bát nha mọi người. Một xíu nữa chắc là nó sẽ đông lại. Đấy, rất là đặc luôn mọi người ạ. Nên nó giống mật ong hay sao ấy. Đây nè, vàng đẹp luôn. Thì cứ để vậy nha mọi người. Không biết nó có đông không nữa. Để cho nó nguội đã rồi mới biết được. Đây, nước nó giống mật ong luôn mọi người. Nguội rồi nha mọi người. Mà chắc là do tèo nấu nó chưa đủ lâu hay sao ấy. Nó không đông được mọi người ạ. Chỉ dai dai như vậy thôi. Đây tèo cho mọi người xem nha. Đây nè, nó không đông mọi người ạ. Chỉ có như thế này thôi. Đấy, rất là ngon luôn. Đây mọi người thấy ngon chưa? Nó giống cái này là giống như mật ong hay gì mọi người. Đây nè. Đây, giờ ăn thử nha mọi người. Đây, rất là ngon luôn. Ngọt lắm mọi người. Nó có mùi giống như kẹo gì nhỉ. Mình ăn nó giống như kẹo sao mọi người. Giống như kẹo kẹo gì tèo từng hay ăn rồi nhưng mà không biết tên đấy, quên rồi. Ngon lắm nha. À, đây màu vàng rất là đẹp luôn nè mọi người. Đây mọi người thấy đẹp chưa? Bánh kẹo làm từ mía nha mọi người. Không đông mọi người ạ. Nhưng có như thế này thôi à. Đây này, kẹo nghiêng như thế này nó không đổ đâu nha mọi người. Nó chỉ chạy xuống từ từ như vậy thôi. Đây, mọi người thấy đẹp chưa? Cho dù có nghiêng như thế này không đổ xuống nha. Đây, rất là ngon luôn mọi người ạ. Có màu vàng vàng đậm đậm nha. Kiểu nó giống giống mật ong với lại giống sứa hay sao mọi người. Đây thấy chưa? Giống sứa sứa ong thọ hay sao ấy. Đây nè. Mời mọi người ăn một tèo nha. Rất là dai luôn. Nó cứ chảy xuống nè. Nó không đứt luôn nha. Nó cứ chảy xuống mà chảy dài xuống cái bát luôn mọi người. Mời mọi người ăn một tèo nha. Ngon lắm mọi người. Rất là ngon luôn. Wow, đây mọi người thấy ngon chưa? Đây mọi người thấy ngon chưa? Rất là đặc luôn mọi người. Nó ngọt quá mà ăn kiểu nó giống mật ong ấy mọi người ạ. Nhưng mà mùi nó thì mùi nó thơm hơn nha. Thơm hơn mật ong luôn. Nó giống bánh kẹo hay sao ấy. Mời mọi người ăn một tẹo nha. Nó đặc quá mà ăn dính mọi người. Dính trên môi á. Thơm lắm mọi người.
mời mình ăn một tí nha. Dính hết lên môi rồi. Đây này, mọi người thấy này. Đây là giống mật ong á. Cái này nó còn đặc hơn nữa. Mọi người cũng đã biết cách uống nước mía miễn phí và ăn bánh kẹo miễn phí rồi nha. Có lẽ Tèo sẽ phải kết thúc video tại đây thôi. Nếu mà mọi người thấy video của Tèo hay thì cho Tèo xin một like, một lượt đăng ký ủng hộ Tèo để Tèo có động lực ra video nhiều hơn. Tèo cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe để đồng hành cùng Tèo mỗi ngày nha. Còn bây giờ Tèo kết thúc video tại đây. Bye bye tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video khác nha. Bye.